Đây là cặp vàng và vợn cho choai 8 tháng. Con này thì được cái đuôi rất là đẹp. Cái vẹn này thì khung cũng to. Cái vẹn này cũng cục thịt. Vẹn hơi sẫm màu. Đực này thì được cái góc tai đẹp, nhưng mà lớn nhanh quá, tai cũng chưa thẳng căng. Đực này thì 8 tháng. Đực này 20 cân. Đực này cũng là mua ở trên bản. Ông đang tìm chỗ để đi vệ sinh. Tìm mãi vẫn chưa được. Vẫn chưa được chỗ. Quay con cái để vậy, để cho ông đực cũng đi vệ sinh. Con cái nếu mà nói về cái khung người thì con cái kém con đực. Có cái độ lênh khênh. Người lạ đến đó, thái độ đó. Đây có người lạ đến là thái độ. Trong nhà đấy. Đây. Thế thì thằng đực này là 8 tháng rưỡi rồi. Giống cọc là nó trưởng thành sớm. Đực chỉ khoảng tầm 8 tháng là bắt đầu là nó ham cái rồi. 8 tháng là cà to đùng rồi. Cái thì có khi lại lên giống muộn hơn. Đây như con cái này. Hai con trai. Cái này nó cũng khung to đấy. Cái này khung khi mà nó đến khi mà nó trưởng thành chắc nó cũng rơi vào khoảng tầm 21-22 cân. Bây giờ là nó đã là 18 cân rồi, 18-19 cân rồi. Đừng vặt hồng xiêm nhá. Đứng hai chân đấy. Cọc này thì cái chân sau của nó sẽ khỏe, siêu khỏe luôn. Dứt cỏ ra cao cỏ sướng. Thằng đực này là ngày bé về từ bản về là có một trận ốm thừa sống thiếu chết, phải điều trị kháng sinh, thành ra là răng của thằng này là không được đẹp lắm, răng của thằng này bị vàng, bị ố. Vì phải dùng kháng sinh dài ngày, nó hại men răng. Đủ răng, răng ôm đẹp, nhưng mà răng bị ố. Kiểu như là kiểu như trẻ con nó bị sún ấy. Cái này thì lớn vù vù luôn. Nó bị ốm, nó kéo dài khoảng tầm một lay lắt khoảng 1 tháng rưỡi, 2 tháng. Sau nó mới hồi lại, thì sau đấy nó lớn nhanh như thổi. Thế mà khi mà nó hồi lại, nó lớn nhanh như thế thì cho nó ăn nhiều để cho nó bù lại cái giai đoạn nó ốm. Thành ra là nó lớn nhanh quá, cái tai của nó không chịu cứng được. Nó lớn vù 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 vù. Ok.